dài lắm đó nha. Trời ơi sao mà nói chị Ba nói thì con nói vậy. Ai kia cứ bên ngoài kia. Về nè. Ai đây kia. Đi vô. Thôi đợi nó vô đi. Vô nhà là mày nha. Vô con, đánh xe vô. Rồi, Út nè. Dạ, để đấy con rửa đi. Cái này sạch người ta làm sạch hồi giọt. Rồi mẹ à. Mẹ đứng mẹ kêu làm cho tẩy luôn. Vậy chắc sạch mẹ, con rửa lại nha. Ừ, con nghe con chà muối rồi. Chà rồi con ra nè. Con bớt con ngọn cái đầu. Nãy con có giọt muối rồi. Để ấy thì con cho mẹ đắp nước. Dạ, vô lấy cho mẹ đắp nước. Dạ. Chút rồi để mẹ giờ đắp củ hành với đắp cơm. Đắp cho nát thôi hả mẹ? Dạ. Dạ được mẹ ha. Mẹ, nước dùng tím nè. Nước dùng tím nè, để dịch đi. Này chú xem không mẹ? Này chú hộp coi. Chú hộp ăn với mày vô ăn nó ngon. Rồi,
Trời ơi, nó bị gì nè mẹ? Ờ, cái gì làm như con gì nó ăn con cây gì á? Ăn xong cây giờ nãy giùm túi xong mấy người. Thank you.
Quỳnh Ngọc Vân nè con. Quỳnh Ngọc Vân hả? Nè con chưa mời bà ngoại chưa? Rồi tụi con ăn đi. Dạ, mời mẹ nha, mời ăn. Cháo đi con. Cháo đi. Đó vậy. Nhảy đi chứ, nhảy đi nốt. Nó không ăn được con này. Anh nhảy đã, anh nhảy đi hay nốt. Đây con múc cho mẹ. Nè mẹ múc rồi nè. Nhỏ thôi, mẹ nhỏ thôi. Tiền ăn không? Ngon quá. Ngon không? Ăn đi tụi con. Ngon. Dạ. Mẹ mẹ. Bắt thịt lớn. Nằm đi chợ kể hành đồ. Hành rau. Cũng được. Ăn lên ăn nè. Được ăn một xíu. Ăn lên ăn nè. Lên ăn nè con. Ngon không? Nó gỏi vậy nè, ngon không? Ngon không? Quan quyết không? Hả? Ăn không? Ngon không? Ngon à? Rồi mẹ để nằm dưới nè, tụi con ấy cậu lên ăn. Con ăn cái gì? Con chỉ vào đây nè. Ăn gỏi ngon nè. Hai trăm một đó, còn là 2 trăm.